hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay man oh man như bài nào mà theo dõi uh, thị trường đó thì cũng đã thấy được là hôm nay là một ngày mà đầy biến động và hôm nay đó uh, là ngày 20 tây tháng 1 tại Hoa Kỳ ở Việt Nam đã là ngày 21 tây tháng 1 rồi và bây giờ là khoảng 8 giờ 15 phút tối giờ Cali thì đã lâu rồi không phải dùng những cái như là PowerPoint nhưng mà thật ra thường đang dùng máy mát thì cái này là Keynote để mà chia sẻ thông tin với các bạn nhưng mà hôm nay thường nghĩ là thường sẽ dùng Keynote để mà chia sẻ để cho cái thông tin uh, nó sắp xếp một cách hợp lý hơn tại vì hôm nay thường nghĩ là có đi nhiều bạn có nhiều câu hỏi liên quan đến thị trường chuyện gì đang xảy ra gì cho nên trước hết á, chúng ta sẽ nói về thị trường kế tiếp chúng ta sẽ nói về thị trường cổ phiếu, kế tiếp chúng ta sẽ nói về cái thông tin liên quan tới nước Nga và tiếp tục thứ tư đó là chúng ta đương nhiên những ngày như thế này đó thì Thuận sẽ dành thời gian để mà chia sẻ một số những cái uh, tài liệu tâm lý với các bạn liên quan đến thị trường này nhưng mà nào mà theo dõi kênh này mấy năm qua cũng đã biết rồi à, thực ra mà nói những điều liên quan đến tâm lý như bài nào mà theo dõi trong vòng mà uh, ít nhất là một năm qua thì cũng đã nghe một vài lần rồi. Cho nên những điều này là chủ yếu là thùng muốn chia sẻ nhưng mà nào mà mới tham gia vào thị trường này, tại vì thùng biết là có rất nhiều bạn chỉ mới tham gia trong vòng 6 tháng vừa qua mà thôi. Cho nên có thể là những lúc như này các bạn cảm thấy rất là lo sợ và thực ra các bạn lại cảm thấy là bị mất niềm tin. Thùng sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái điểm tâm lý mà Thuận đã có cái cơ hội để mà học hỏi trong vòng mấy năm qua với các bạn. Và cuối cùng chúng ta cũng sẽ nói tới một số những cái thông tin nổi bật ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh tiếp tục phát triển và trước hết thì các bạn có sợ hay là không tại vì các bạn thấy là chúng ta nhìn vào chỉ số tham lam và sợ hãi đó thì hiện bây giờ chỉ số này đó là con số 19 các bạn thấy được 19 đó là gì 19 là cực kỳ sợ hãi và các bạn thấy được rồi ngày hôm qua đó cũng là cực kỳ sợ hãi tuần trước đó cũng là cực kỳ sợ hãi và tháng trước đó đó là sợ hãi có nghĩa là hiện bây giờ chỉ số này là con số 19. 19 cái phải là con số thấp nhất chúng ta thấy gần đây hay không thì không phải các bạn cũng đang nhớ rồi cách đây à, khoảng chừng một tuần đó con số này xuống tới con số 10, nghĩa là rất là thấp luôn. Nhưng mà các bạn thấy được là đối với lại cái giá cả hiện bây giờ đó là khoảng chừng là 38.700 đô thì à, con số này ở mức 19 nếu như mà các bạn so với lại cái giá của năm 2018 Cuối năm đó đó Lúc mà chúng ta nằm trong mùa đông crypto Như bạn hỏi là có phải đây cảm giác như là mùa đông hay là không Thì thường có thể chia sẻ với các bạn đó Là cái sự lo sợ bây giờ đó Thì cũng tương đương như là cuối năm 2018 chỉ là các bạn à, thấy là cái giá cả bây giờ đã cao hơn gấp mười mấy lần cái giá của năm 2018 rồi thì sẽ chia sẻ thêm với các bạn nếu như mà cái chỉ số này đó có ở cái thời điểm năm 2018 thì nghĩ là lúc đó đó cái chỉ số này sẽ đi xuống con số âm luôn tại vì à, lúc đó là giá chỉ có 3.200 đô mà thôi và nói tới đây đây thì các bạn thấy được là nhiều bạn lo sợ thì cũng có thể hiểu được tại vì nhất như mà nào mà chỉ mới tham gia gần đây thôi có thể là các bạn có thể là à, tham gia vào nhưng mà sau đó lại thấy giá đi xuống các bạn có thể mua ở những mức như là 50 000 60 000 đô và bây giờ giá của BTC là 38 500 đô Thêm vào đó nữa đó là các bạn thấy được là khi mà giá đi xuống đó thì các bạn lại à, thấy là cả thị trường đi màu đỏ các bạn thấy là ngày hôm nay thực ra muốn kiếm màu xanh rất là khó thậm chí các bạn thấy được là ngay cả đồng Tether USDT à, cũng là màu đỏ các bạn thấy được là xuống 0.08 Thật ra mà nói cũng là một đô mà thôi 0.999 nhưng mà tại vì nó dưới một đô la cho nên nó trở thành màu đỏ Cả thị trường hôm nay là màu đỏ Thì đối nhiên bạn mới đó Có thể là các bạn sẽ à, cảm thấy là lạ Tại sao mà các bạn đầu tư Cho một cái dự án mà các bạn cảm thấy là tốt Có nền tảng tốt à, Hệ sinh thái tốt Nằm à, trong cái xu hướng của DeFi Của GameFi Hay là bất cứ một xu hướng NFT Hay là bất cứ xu hướng nào Mà các bạn tin tưởng Nhưng mà ngược lại các bạn thấy được là tin tức xấu Có đó thì à, làm cho mọi người lo sợ Lại làm ảnh hưởng đến cả thị trường chúng ta nói tới là mọi người lo sợ về thị trường tài chính ảnh hưởng đến btc ảnh hưởng đến cả thị trường này Thật ra đây là một điều mà chúng ta cũng thường thấy mà thôi cũng không biết gọi là lạ đâu Nhưng mà nào mà đã ở thị trường này ít nhất là một năm thì cũng đã hiểu cái quy luật rồi Cho nên lúc nào các bạn cũng thấy là tất cả những cái tâm nào Có nhiều bạn đó thì hỏi thuận là tại sao thường chỉ chú tâm vào những đồng lớn nhất là thường lại rất quan tâm đến BTC Trong khi mà nhiều bạn nói là BTC đó khá là nhàm chán Vốn hóa cũng đã cao rồi, khả năng tăng cũng không bằng những cái coin Thì lý do tại sao mà thường rất quan tâm đến Bitcoin Tại vì các bạn nào mà tham gia một thời gian con đã biết rồi cái xu hướng của cả thị trường này là do btc quyết định bitcoin lên hay là xuống làm ảnh hưởng đến cả thị trường này luôn tại vì đây vẫn là một thị trường rất là nhỏ và cái tính thanh khoản cao nhất vẫn là nằm ở trong đồng bitcoin cho nên bitcoin là một cái đồng mà rất quan trọng chúng ta cần phải quan tâm đến cho nên những lúc mà thị trường tốt đó các bạn lại không thích thì mình chia sẻ quá nhiều thông tin liên quan tới bitcoin nhưng mà thật ra khi mình thường nói về btc đó là thường nói chung luôn cả tình hình của thị trường Tại vì BTC vẫn là đồng có vốn hóa cao nhất Và bao nhiêu năm nay Biết bao nhiêu là đồng nói là sẽ thay thế BTC Nhưng mà các bạn thấy rồi 11 năm qua Thì chưa có đồng nào có thể đến gần BTC Về cái phương diện vốn hóa ngoại trừ Là Ethereum Năm 2017 có một thời gian ngắn Ethereum gần như đã muốn xóa ngôi Bitcoin Nhưng mà vẫn không thể làm được Và bây giờ vốn hóa Ether và Bitcoin vẫn còn cách rất là xa Nhưng mà cái mà thường muốn chia sẻ đây đó Là thường quan tâm đến Bitcoin không chỉ riêng là về phương diện giá cả mà thường quan tâm đến là bitcoin nó có những cái gì trong đó những thông tin như thế nào dẫn đến là thị trường sướng sẽ ra sao và những lúc như thế này đó thì uh, thường thường chia sẻ những thông tin để làm cho các bạn an tâm hơn tại vì uh, phần lớn những bạn mà theo dõi kênh này uh, thường cũng biết là cũng theo cái xu hướng như là Thuận là đầu tư dài hạn đầu tư nhiều năm và trung bình giá và thực ra những mà nào mà theo kênh này ít nhất đó là hai ba năm qua mà áp dụng chiến lược trung bình giá thì cũng đã có một cái phần lợi nhuận đáng kể rồi nếu như các bạn trung bình giá những đồng lớn trong cái uh, thấp 10 thì các bạn cũng đã có được một số những cái thành quả rồi thường chủ yếu là muốn chia sẻ những thông tin này đó với những bạn mới tham gia vào để các bạn có được à, thêm thông tin và vẫn lòng tin hơn mà thôi tại vì thị trường này đó lòng tin rất quan trọng thường sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa nhưng mà những lúc như thế này đó thì à, thường lại muốn chia sẻ một số thông tin để mà củng cố lòng tin đó là điều mà thường thường hay làm những bạn nào theo dõi kênh cũng đã biết rồi những lúc á, mà thị trường rất là phô rất là cao đó thì thuận thích chia sẻ những thông tin liên quan tới cái tầm quan trọng của chút lời cho nên á, những lúc đó đó mỗi lần mà thuận nói tới chút lời thôi đó lại có nhiều bạn nói là có phải thuận nghĩ là đau trend rồi hay là không có phải là thuận không tin tưởng nữa cho nên mới chút lời không phải đâu các bạn chút lời là một phần rất là quan trọng những bạn nào mà đã trải qua ít nhất là những cái đợt lên xuống như thế này đó các bạn cũng có thể biết được tầm quan trọng của chốt lời và tầm quan trọng có được một nguồn tiền ổn định để có thể tiếp tục uh, thu mua crypto, thu mua cái bản uh, đầu tư của mình mà mình thích để tiếp tục có thể chung bình giá đó rất là quan trọng. Cho nên lúc nào đó thường cũng khuyến thích là uh, đầu tư đó, thì đầu tư nhưng mà nếu như mà các bạn có một công việc làm ổn định đó, thì đó rất là tốt cho công việc đầu tư của các bạn. Các bạn có thể là không bị áp lực chốt lời. À, hay là cắt lỗ, các bạn có thể là thảnh thời hơn, các bạn có thể là à, có những cái nguồn tiền ổn định để khi những lúc mà màu đỏ như này các bạn không cảm thấy hối tiếc là không có thể uh, có tiền để mà mua thêm. Đó là những gì mà Thùng muốn uh, chia sẻ với bạn. Chúng ta sẽ đi sâu hơn về những cái uh, tài liệu liên quan đến tâm lý một lát nữa nhưng mà tôi muốn cho các bạn thấy được là hôm nay cả thị trường đó không có đồng nào thoát khỏi cái sự đi xuống giá hết thì câu hỏi là tại sao chúng ta lại thấy được là ngày hôm nay cái sự dao động như vậy tại vì hồi sáng này đó khi mình thức dậy đó lúc mà khoảng chừng 6 giờ sáng giờ Cali đó thì lúc đó các bạn thấy là giá của BTC có cái sự tăng trưởng lên tới là khoảng chừng là 43.500 đô nhưng mà sau đó đó thì các bạn thấy được thị trường chứng khoán mở cửa thì giá BTC từ từ đi xuống từ 43 xuống còn 42 xuống còn 41 và đột ngột cái đi vài tiếng đồng hồ giá BTC xuống dưới 40.000 đô và bây giờ là sẽ quên tới mức là khoảng 38.800 à, đô lúc nào có video này và các bạn à, có thể muốn biết là có thông tin gì mà giữ gì thật ra đó là có hai điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn Trước hết đó, chúng ta sẽ nói tới cái thông tin liên quan tới thị trường tài chính nói chung Và cái mà thường muốn cho các bạn thấy được là ngày hôm nay đó Cái sự dao động là không phải chỉ riêng là thị trường crypto đâu mà cái sự giai động đó đó là bắt đầu khi mà thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa là khoảng 6 giờ rưỡi sáng giờ Cali đó có nghĩa là như mà nào mà sống ở New York đó là 9 giờ rưỡi sáng giờ New York thì khi mà thị trường mở cửa đó thì vẫn là rất là tốt hôm nay thị trường rất là xanh thị trường có nghĩa là chúng ta nói tới những chỉ số như là chỉ số Dow Jones chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq của chứng khoán Hoa Kỳ nhưng mà đột ngột đó khoảng chừng là chưa ở hoa kỳ đó thì đột ngột các bạn thấy được có một cái đợt bán và có nhiều thông tin dẫn đến cái sự lo ngại và thường sẽ chia sẻ một số những cái thông tin nổi bật ở thị trường chứng khoán với các bạn nhưng mà cái mà các bạn muốn thấy đây đó là chỉ số Nasdaq cũng tương tự như là btc à lát nữa cho các bạn một cái hình để các bạn so sánh cái sự tương quan giữa btc và chỉ số Nasdaq thời gian gần đây đó chính là một cái chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ ở thị trường chứng khoán của hoa kỳ đó thì chỉ số NASDAQ ngày hôm nay tăng 2,1% rồi à, kết thúc các bạn thấy được là xuống à, 1,3%. thì à, chuyện gì xảy ra vậy? tại sao chúng ta lại thấy cái sự dao à, động mạnh như vậy đối với lại cái à, thị trường à, NASDAQ ngày hôm nay? thì có một số những thông tin các bạn thấy được là thứ nhất là chúng ta thấy những công ty à, tiếp tục là báo cáo thu nhập quý 4 và phần lớn như báo cáo đó đều là tốt nhưng mà cái sự lo ngại liên quan tới lãi suất À, dẫn đến nhiều nhà đầu tư nghĩ là báo cáo thì quý 4 tốt nhưng mà chưa chắc là quý 1, quý 2, quý 3 năm nay sẽ tốt. Cho nên cái sự bán tháo đã xảy ra, cái sự à, mà những nhà đầu tư nghĩ là những cái thu nhập nó sẽ không còn như xưa nữa khiến cho cái sự suy nghĩ về tương lai của giá cổ phiếu nó bị thay đổi dẫn đến là có nhiều người bán cổ phiếu của mình. Và các bạn đã thấy được là có một số những điều khác nữa cũng làm ảnh hưởng đến chứng khoán Hoa Kỳ giống như các bạn đã thấy trên màn hình đó. Công ty Netflix Netflix là công ty mà các bạn có thể là xem phim trực tuyến đó và họ cũng tài trợ rất nhiều những cái phim và một trong những phim nổi tiếng người này các bạn có thể biết là trò chơi cơ mật The Sweet Game của Netflix thì Netflix báo cáo thu nhập quý 4 và cái điều mà các bạn thấy đó là lợi nhuận của họ rất là tốt trong quý 4 nhưng mà cổ phiếu của họ lại giảm sau giờ giao dịch do cái tốc độ tăng trưởng người đăng ký bị chậm lại và các bạn đang thấy bên dưới đó thì có để là công ty cho biết là trong quý đầu tiên của năm 2022 họ dự kiến sẽ thêm 2,5 triệu người mà thuê dịch vụ của họ so với lại 3,98 triệu mà họ đã thêm vào quý 1 của năm 2021 có nghĩa là sao có nghĩa là đó bây giờ đó tình hình của dịch bệnh ở hoa kỳ thực sự nó đã, đã ổn định lại rồi và điều đó có nghĩa là người ta đi ra ngoài nhiều hơn người ta đi làm người ta đã bắt đầu trở lại từ từ làm quen lại với lại cái cuộc sống trước đây tuy là không phải hoàn toàn giống như trước đây các bạn vẫn phải ở Hoa Kỳ, đó, ở Cali thì các bạn vẫn phải là đeo khẩu trang vân vân Nhưng mà nó cũng đã bình thường lại nhiều Người dân có thể đi lại một cách thoải mái hơn Khiến cho đó là có thể là công ty Netflix đó, Những lúc mà dịch bệnh xảy ra người ta ở nhà Người ta sẽ sử dụng những dịch vụ như là Netflix Để mà xem phim nhiều, đăng ký nhiều Nhưng mà bây giờ đã khác như là cái đây một năm rồi Cho nên cái số lượng người đăng ký tốc độ tăng trưởng đã chậm lại rồi Các bạn thấy rồi Quý 1 của năm 2021 Họ có tới 3,98 triệu người đăng ký mới nhưng mà trong quý 2 của năm quý 1 của năm nay đó năm 2022 họ nghĩ là chỉ có 2,5 triệu người thôi. Đây là điều thứ nhất và công ty Netflix là một công ty lớn à, cho nên dẫn đến là cổ phiếu xuống ảnh hưởng đến thị trường kế tiếp nữa các bạn thấy được là cũng có một công ty khác cũng nằm cái tình hình tương tự đó chính là công ty peloton peloton là công ty mà sản xuất những cái dụng cụ tập thể thao đó mà cũng có cái sự tăng trưởng rất là lớn nhất là trong cái thời gian dịch bệnh mà người ta không có ra ngoài để mà tập thể dục được người ta không có đến gym được thì người ta mua rất là nhiều những cái thiết bị tập thể dục trong đó chúng ta có công ty peloton là một trong những công ty mà có cái sự lợi nhuận rất lớn. Nhưng mà các bạn đã thấy trên màn hình rồi, 2,5 tỷ đô la bị xóa sổ khỏi giá trị thị trường của Peloton khi mà cổ phiếu giảm xuống dưới cái giá mà họ phát hành cái giá IPO đó. Hôm nay thôi đã xuống 23,9% rồi. Tại vì sao thì cũng tương tự như là các bạn mới vừa nghe Thường chia sẻ liên quan tới Netflix khi mà người ta bắt đầu ra ngoài trở lại đó thì người ta sẽ ít sử dụng những cái dịch vụ những cái sản phẩm này hơn, khiến cho những công ty này dẫn đến là cái giá cổ phiếu đi xuống và đây là những công ty mà có thể nhiều người hiểu đơn giản là những công ty công nghệ cho nên các bạn thấy được là chúng ta thấy những cái chỉ số như là cái chỉ số của Nasdaq xuống và đương nhiên S&P 500 và Dow Jones cùng xuống theo và thường cũng đã chia sẻ với bạn các sự ảnh hưởng uh, liên quan đến uh, cái chỉ số Nasdaq và BTC trong dòng mấy video qua rồi nhưng mà nào mà muốn hiểu thêm nó có thể xem những video như là video ngày hôm qua hay là video trước đó tại vì thằng không muốn dành quá nhiều thời gian để mà chia sẻ trở lại kế tiếp cũng liên quan đến uh, thị trường chứng khoán rồi sau đó thường chia sẻ về thị trường crypto những thông tin nào ảnh hưởng thì đối với lại thị chứng khoán đó các bạn thấy là cũng không gì gọi là quá lạ khi mà hôm nay đó trong cuộc phỏng vấn với lại CNBC thì uh, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ là Janet Yellen đã lặp lại các bình luận của Tổng thống Joe Biden uh, về việc đã đến lúc là cục dự trữ liên bang đó nghĩa là Fed và Chủ tịch John Powell phải hiệu chỉnh lại chính sách tiền tệ để mà giảm giá hàng hóa xuống có nghĩa là cái bà ta muốn nói đó là cũng như là những gì được chia sẻ bởi john powell và những gì được chia sẻ bởi tổng thống joe biden là cái tiêu chỉ hiện bây giờ của Nhà Trắng cũng như là ở Bộ Tài chính là phải quản lý được cái phần trăm lạm phát. Điều này đương nhiên là tiếp tục làm cho những nhà đầu tư có những cái nhìn nó tiêu cực hơn về cái việc tăng lãi suất của Fed rồi. Và nói tới đây đó thì có rất nhiều bạn hỏi thường là một năm đó thì Fed họp bao nhiêu lần? Thì một năm đó Fed họp tổng cộng là 8 lần và mỗi lần là hai ngày. Các bạn thấy được là cái ngày kế tiếp mà Fed sẽ họp như thường chia sẻ ngày hôm qua đó là ngày 25 Tây và ngày 26 tây có nghĩa là tuần sau và điều mà nhiều người muốn biết đó là những cái thông tin chi tiết hơn là Fed thứ nhất là sẽ tăng lãi suất bao nhiêu lần thứ nhì đó là Fed sẽ tăng lãi suất bao nhiêu đó là điều mà những nhà đầu tư muốn thấy nếu như mà Fed uh, chia sẻ là Fed năm nay á, dự định tăng lãi suất vẫn là ba lần và mỗi lần là 0,25 phần trăm. Thì nghĩ là thị trường nó sẽ chuyển sắc là tốt hơn. Tại vì đó là những gì mà những nhà đầu tư đó đã dự kiến hiện bây giờ rồi. Nhưng mà ngược lại nếu như mà Fed á, nghĩ là cần phải tăng nhiều hơn và tăng mạnh hơn cái phần trăm thì sẽ không tốt cho thị trường đâu. Cho nên cái điều mà chúng ta tiếp tục chờ đợi và cả thì chị chờ đợi bây giờ là tuần sau Fed hợp sẽ nói gì và có những thông tin nó chi tiết hơn hay là không thực ra cái mà làm nhiều người hoang mang đó là không phải là uh, Fed tăng lãi suất mà cái mà làm cho người hoang mang bây giờ đó là họ không rõ là cuối cùng Fed sẽ tăng lãi suất bao nhiêu và cái phần trăm tăng sẽ là bao nhiêu mỗi lần tại vì bây giờ các bạn thấy được là có nhiều ngân hàng họ đưa những thông tin như là hù mọi người giống như các bạn đã thấy là Goldman Sachs à, nói là có thể là Fed tăng tới 4 lần chứ không phải là ba lần Còn các bạn thấy được là à, Jimmy Diamond của ngân hàng Chase sẽ nói là có thể tăng đến 6 bảy lần lần cho nên khiến cho những nhà đầu tư rất lo lắng chỉ cần là chúng ta biết cái thông tin chính xác thôi thường nghĩ là những người đầu tư họ sẽ bớt lo lắng hơn bây giờ đó là cái sự lo lắng ở trên thị trường và điều này dẫn đến chứng khoán đi xuống điều này các bạn có đã hiểu rồi nhưng mà thường chụp lại tấm hình này đó là lúc này là đóng cửa chứng khoán là giá BTC khoảng chừng là 41.000 đô và đó là cái hình bên tay phải bên tay trái đó là cái hình của chị số Nasdaq thì các bạn thấy gì các bạn thấy được là đây là tài liệu trong vòng 5 ngày qua thì rất là rõ ràng Tuy là không giống 100% nhưng mà cái xu hướng là giống nhau Các bạn thấy được là 5 ngày qua thì Nasdaq vẫn là cái xu hướng chủ đạo Và BTC đi theo cái xu hướng đó. Tại vì sao? Thì tôi đã chia sẻ với các bạn là một số những cái giả thuyết rồi. Giả thuyết là những người mà đầu tư trong thị trường chứng khoán nó cũng có một số người đầu tư trong thị trường crypto và có một số người họ xem crypto nói chung đó như là một cái ngành công nghệ. Cho nên khi mà họ bán cổ phiếu công nghệ, họ sẽ xây qua để mà bán luôn những cái cổ phiếu mà họ nghĩ là nằm trong ngành công nghệ. Nghĩa là Crypto hiện bây giờ họ cho là cả hai là một Nhưng mà đương nhiên không đúng rồi Thường đã chia sẻ với các bạn Bitcoin và crypto nó khác với là chứng khoán rất là nhiều Nó không phải là một chứng khoán Nhưng mà cái điều thú vị đây đó Mặc dù là những gì mình thường chia sẻ với các bạn Những cái sự uh, lo lắng bất ổn Nhưng mà hiện bây giờ nếu như mà các bạn nhìn vào Cái chỉ số tham lam và sợ hãi đó của thị trường chứng khoán đó Thì bây giờ ở mức là 52 Có nghĩa là trung bình Khác nhiều so với lại cái chỉ số của thị trường Bitcoin hiện bây giờ Là cực kỳ sợ hãi Đó là điều đầu tiên thì cái sự ảnh hưởng đó là đến từ thị trường chứng khoán đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái pass free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ con 98